Ít nhất hai vụ nổ đã làm rung chuyển Kiev hôm 16 tháng 6 khi các nhà lãnh đạo châu Phi đến Ukraine thực hiện sứ mệnh hòa bình. Phái đoàn bao gồm các nhà lãnh đạo từ Nam Phi, Senegal và Zambia hy vọng sẽ làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine để giải quyết xung đột. Nhưng họ được chào đón ở thủ đô Ukraine giữa khói và còi báo động. Các nhà lãnh đạo đã được tìm thấy bước vào một khách sạn được dùng làm nơi trú ẩn không kích. Tổng thống Nam Phi đã viết trên Twitter rằng nhiệm vụ đang tiến triển tốt và theo kế hoạch. Các nhà lãnh đạo châu Phi bắt đầu chuyến đi của họ bằng việc đến thăm thị trấn Bucha. Đây là thị trấn bên ngoài thủ đô Kiev, nơi Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã tấn công dân thường. Các nhà điều tra quốc tế đang thu thập bằng chứng về khả năng đã xảy ra tội ác chiến tranh. Nga cho đến nay vẫn cực lực bác bỏ cáo buộc và cho rằng Ukraine đã dựng chuyện. Theo một tài liệu khung dự thảo, sứ mệnh hòa bình có thể đề xuất một loạt các biện pháp xây dựng lòng tin trong những nỗ lực hòa giải ban đầu. Điều đó có thể bao gồm việc phía Nga rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine và loại bỏ vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus. Tài liệu chỉ ra rằng việc thực hiện lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC nhắm vào Tổng thống Vladimir Putin có thể được đình chỉ và các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga cũng nhiều khả năng được giảm bớt. Theo tài liệu, một thỏa thuận về việc chấm dứt chiến sự có thể xảy ra và sẽ cần phải đi kèm với các cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây. Kiev luôn nhấn mạnh rằng sáng kiến hòa bình của chính mình, trong đó bao gồm việc quân đội Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraine, phải là cơ sở cho bất kỳ giải pháp hòa bình nào. Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 16 tháng 6, phái đoàn châu Phi sẽ tới St. Petersburg vào ngày 17 tháng 6 để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.